Chào cả nhà buổi sáng cả nhà ơi. Chào cả nhà. Sáng nay lạnh quá. Bữa nay có mùa gió bắc à, mùa Tết rồi đó. Bữa nay gia đình mình chuẩn bị đi đánh võ bên cồn nha cả nhà. Đánh võ bên cồn. Đánh võ bên cồn bây giờ mẹ sẽ lấy mấy cái khô bây giờ. Khô đây trái ngô phi của mình có bữa ăn làm nè. Ủa cá lóc cái cái phi mẹ để chung không lựa hả? Có cá lóc đi viên, cá bọc cá lóc có viên rồi. Đâu? Cá lóc rồi bọc cá lóc rồi để gửi cho bà nội đi con ơi. Nha. Sao không cầm lên đây luôn để mà quên. Nha, đến chút mẹ lấy mẹ thay để viên chút nữa. Để viên nó gửi cho bà nội. Đây cá rô phi. Còn bên đây là cá cũng là cá rô phi luôn nhưng mà làm ở một dạng khác, dạng này lóc bỏ xương hết rồi. Cái này lấy cái nạc không? Rô phi với lô kiến. Ờ vô bịch. Giờ mẹ vô bịch thì mẹ có nha. Giờ để trong tủ lạnh ra cái nó hơi bị xương. Hút chân xong lại. Cô mình chạy mới dễ. Này tính bắt lại cầu mới thì này đang xây cầu tạm mà, đang xây cầu mới bên kia. Hàng chị thấy hổm nhà nãy giờ trên kia nó xuống nó dọn ba cầu cũ chân rồi. Nó dọn mấy cầu xi măng cũ á. Đó có cầu đẹp đi. Nằm nè. Chào cả nhà buổi sáng nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi gia đình mình chuẩn bị đi ăn đám giỗ bên cồn nha cả nhà. Cồn thiệt mà. Rồi giờ mình ăn sáng xong rồi mình lên xe nha. Cồn đi đám giỗ bên cồn đó là xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cả nhà. Nhà của cô ba. Đây là lần đầu tiên review đám giỗ nhà cô ba cho cả nhà xem luôn. Thì hành trang của mình ở phía sau, mở cái cốp sau cái mẹ ơi. Ở trên chỗ ở trên. Đây. Bên đây là mít ruột đỏ nha. Trời ơi, không có cái bịch gì chùm lại hả? Không. Còn bên đây là khô. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Ơi. Mạnh lên. Hé lên tài xế nha. Là nội ô thị trấn Tràm Chim, Tam Nông. Còn ăn đám giỗ giờ. Bà Sáu nghe nói đi ăn cồn. Còn dốt chưa biết chuyện gì. Bữa nào mở cái clip lên tiếng khang lên cho chú. Tại giờ tôi mở trên máy này liền rồi. Mà có TikTok không? Cái này hả? Không biết. Nghe ngon, ngon có gì có chi biết. Ủa vì mình đi đường này là mình qua có một cái đò hả mẹ? Ừ. Còn mình nếu mình đi đường kia là phải qua hai đò. Ừ. Ở đây là địa phận Chợ Mới An Giang rồi nghe cả nhà. Đây là xã gì không biết, xã Mỹ Hiệp. Ấp thị xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới An Giang. Điểm đến của mình là xã xã Bình Phước Xuân cả nhà. Là còn ác hơn tôi nữa. Điểm đến của bạn đang ở phía trước. Xin chào Sở Nông Thôn Mới Nâng Cao Bình Phước Xuân.
Ở bên đây là trồng xoài dữ lắm cả nhà. Thứ nhất là xoài, thứ hai là khoai môn, thứ ba nữa là bắp non. Chợ quê, chợ quê. Ủa đình nè, đình này con có đi rồi nè. Qua cầu hả? Không, quẹo, quẹo phải đường qua cầu. Quẹo phải dưới chân cầu. Chạy thẳng luôn ra sông Cái. Chạy thẳng luôn là ra sông Cái. Chú ý điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở. Sao cái đường càng ngày nó càng nhỏ vậy trời? Cái đoạn đường mình đi á anh Liễu, càng ngày cái đường càng nhỏ lại, dễ dữ lắm, nhỏ rồi hai bên thấy ghê quá. Nhỏ này là tới nhà. Thằng theo đường lái chạy đường này nè, xong rồi thi đậu luôn đó quên. Thôi. Thì về không đưa tôi chạy khúc này đi. Ừ. Chạy về tới bến đò mới được chứ đâu một khúc. Về được. Tới bến đò là về thi đậu luôn đó. Đi mấy đường này là về thi bằng lái nhanh đậu nè. Ừ. Nó chỗ người ta đi là tới đó nha. Đệ nhạc của Nhật á hả? Phải không nè? Ừ, Nhật á. Kìa bà hai sao bà không đi đám giỗ bà đó trời. Kìa bà đậu xe. Rồi đậu xe đâu nè? Đậu đó đi chạy chớt cái đằng mình xuống đi cái. Để chạy chớt chớt cái đằng trường học có chỗ quay đầu. Một chút có người dẫn cho đi. Tới điểm. Út hả? Mà sao kìa? Rồi mình tới nhà cô ba nha cả nhà. Đó nhà cô ba này, đây là cái vàng này, đây là nhà cô ba hết. Để từ từ. Đó Diện Hai, chào Diện Hai nha, Diện Tư. Chào cô ba. Chủ nhà, chủ nhà. Chào cả nhà. Ba của ba. Rồi em trong buồn thế. Chào Dương ba. Chủ nhà đang thực hiện nghi lễ cúng kiến. Đó mình review phút này luôn nha. Con tới vừa kịp lúc luôn ha Dương ba ha. Vừa luôn á. Năm bàn. Cô Tư. Chào cô Tư Nhiên. Mà tôi làm trong bánh gì? Nó gì hay ăn thanh bánh tét lên ba. Hello chị. Hello. Chị hai con của cô hai. Hello cô hai. Đó cô hai đang làm họ nấu món gì đó cô hai. Có nấu một canh cho bà. Chào cô Nam. Chào cô Nam. Chào mấy con nha, chào cô Tư. Thôi, đây là món ăn huyền thoại của cô hai nè. Canh dê. Canh dê. Hôm nay nấu thì đang cho quá đang tính nó ủng rồi xong rồi kia đặt bàn mà thôi trong đây có nấu nữa. Có nấu rồi. Cho. À nấu cái này là để cho khách nha cả nhà, còn cô ba có đặt bàn. Ủa cô Tư nè, cô Tư mời ăn bánh tét, cô Tư nói mày ăn đi mày khen ngon rồi mấy cô. Bánh ít đó. Thì vậy nè. Ủa này bánh mặn ha, bánh da, bánh mặn nhà mà cái da bằng lắm lắm chứ, rồi xong vừa ngon ngon lắm. Mày bịch lại cho cô Tư rồi. Góc nha. Để cái bàn tay cái này để như nguyên cái vậy luôn chứ đâu có cần gỡ ra họ để vậy được rồi, để gỡ nữa bàn tay không nước gì sắp này luôn hả, sắp này dễ đi luôn bỏ vô
lấy đi, để lấy cái gì đó, lấy cái bạch, cái gì quấn lại, lấy cái dán, dán lại. Còn miếng này chưa gỡ nè chị. Để ăn cái nào? Cái này nè, này là bánh tét nhân thịt nè, nhân chuối, này nhân thịt nè, bánh tét nè, bánh tét này ở Bình Cồn nha cả nhà. Ừ, mình đi tới Bình Cồn nè, cái này đi Bình Cồn nè, này bánh tét Bình Cồn ngon lắm nè. Nó cẩm á, bên nội vô á, nó là quán nước thang ngon quá ngon. Cô Tư gói, cô Tư là mới vô, cô Tư giới thiệu. Ủa bà Năm rủ ăn bánh, bà Năm chạy đâu chạy? Ăn chị, ăn với em miếng ăn rồi, ăn thanh lớn luôn á. Không quay ăn. Tại cái bánh ít được nè, tại mình đi trễ cả nhà. Tại mình đi trễ mọi người ăn không, ai ta cũng ăn xong cho được. Còn mình nên mình con lấy nữa thôi để hồi còn ăn muốn ăn. Ở ngoài trước thấy muốn ăn nhiều lắm. Chia của cho ba bà chị nè. Nó lớn lớn lên cái này quà bông bút được khác nè. Trước rồi tặng chị hai trước ha. Đi đường kia. Cái quẹo này dạ. Cảm ơn bông lúa Đồng Tháp khô đồng quá trời ngon luôn. Cái này vừa có gô cái gô phi với khô gô phi mà hai loại luôn. Cái này là gô phi sả ớt, còn này là gô phi tỏi ớt. Có bông lúa Đồng Tháp chứ có khô này chứ không có bông lúa Đồng Tháp làm sao có khô. Nè đô, bắp nè con. Nè, cô Tư. Hai trái luôn, cảm ơn. Cảm ơn. Hỏi. Cảm ơn. 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 Hiện tại trên bàn là mình thấy có 1, 2, 3 món đây nè. Mì nguội nha. Nem nướng nè, nem chua, nem con chiên bột xèo và chấm lạnh. Có mì xèo. Còn ai ăn mì vậy? Chắc là sườn, sườn nấu tiêu, bao tử. Ủa cô ba món này là sườn nấu tiêu không? Ừ, sườn nấu tiêu. Sườn nấu tiêu với bao tử luôn. Đúng rồi. À, nhận dạng món ăn thành công. Còn bên đây làm sạp cẩm quá. Đúng rồi, cũng đang mực với dầu trường con. Mực dầu trường sạp cẩm. Còn món gì? Món lẩu. Chưa, chưa, chưa. Món lẩu. Để cho má còn người yêu đây. Ai đi với chị đẹp? Được, con à. Cái thằng thay đây đi mất tiêu rồi. Ai ăn được cũng gì hết. Yêu quá. Đó mà nói chuyện lại ai. Đưa cho mẹ uống chai đâu. Ba, ba. Thấy Út luôn. Mày cái nhạc nó giỡn cái nhà. Rồi cái chuyện xin giả nó xuống. Ông thuốc là thử dàng. Tôi rất là tôi ngủ. Cái này tôi buông cả nó ngủ. Thổi máy nào. Hết biết trời đất là gì. Nó lớn lớn lên rồi.
Học cái máng của bé nó tốt lắm, nó giúp mình mạnh lắm. Hôm nay chắc cà chuột trúng không? Chắc cà chuột trúng không? Không trả lời. Xin lấy cái chén để cho các bạn ăn má. Lấy thêm chén hả? Còn lấy cho. Một cái một phần. Quay đi, đi lấy cho. Em qua đây vậy lấy cho. Cái buồn. Dạ. Ủa. Dạ. Dạ. Ăn trước. Nó lâu chưa hả? Dạ. Lâu chưa con? Dạ, 3 năm mấy à. Đi hả? 3 năm mấy này con bé đúng không? Đúng đúng đúng. Đúng rồi nha. Mà anh em vô cái ai? Vô. Đây nè. 1 2 3 vô. Cái này cạn đi cơ ơi. Cạn đi. Cạn nha. Cạn chậm đi. Chậm chậm về 2 ơi, 2. Đó, chúng ta hết luôn nè. Đó, ăn tài hả? Dạ. Dạ. Vừa ăn cái này cũng được. Dạ. 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 Qua đưa miếng thịt rồi đưa cút mía cho người ta đạp đó đi. Rồi để cho bớt bớt lửa đi. Cút mía nữa chứ biết đâu. Qua hỏi gan rồi, không biết làm hỏi nghe cái nói gì đó nè, không biết gì đâu. Người nói cái mía, người nói cái cỏ dâu vậy. Nói là tử. Nói là tử. Dạ. Ăn miếng mình ngon nha. Ở cái nhà. Làm luôn ba. Hai, tư rồi kìa. Dạ. Rút vô liền. Đâu mà nói ba mày coi, ba mày uống một cây tán này nói gì đó. Cây tán nghe rõ ràng. Đó nè, đó, đó, thấy không? Nãy giờ nó tan ra đó. Thôi. Cây tán đâu, uống hết rồi nè. Chuyện nó qua đó kìa. Vậy mà ổng cạn lon chưa đây đi. Ổng cạn lon chưa? Nè, lon mới nữa nè. Rồi cái bàn này bắt đầu phong trào nó đã nóng lên rồi đó. Không có cái này là tương lai muốn vậy nè. Rồi, ê chị xin được đứa nữa nè. Xíu. Con gái. Tham gái rồi ăn trai nè. Dồi trường với lại mực chứ 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 giờ dồi trường không là là ăn không nổi đâu à. Dồi trường mất cái gì tư ai hồn mà giờ em thấy vậy ôm một bia lại các bạn thấy không. Này Lam, ui, con à, à. Con chi không? Rót chị sao? À, tôi uống đó, anh ta tôi uống đó. Con còn nước nè. Con con nước. Bệnh đồ. Gái. Đó, dẹp nha. Bệnh là đồng tiêu cũng cầm. Kìa, kìa, kìa. Chân đi. Giờ lấy ra hồ hào lấy ra để đây rồi. Lấy ra để cho ai đổ. Hồ hồ lên giữ cái nhà nhiều quá tiền nữa. Nhiều với cô tôi. Nhiều gì ăn cho đầy đủ. Ok được rồi. Em lên đây thì lên nha mà tôi này à kêu mình làm nữa mà. Cho miếng lưỡi luôn cho miếng lưỡi đi. Miếng cây. Lưỡi nè. Nè nè. Đầy đủ đó là sao học cẩm luôn. Rồi coi đó mọi người thưởng thức đi. Rồi thử tiếp đi. Đó, bên đây lấy muỗng, lấy cái gì nè. Dạ, cái muỗng này đây nè, cái muỗng nè. Ừ. Trời gấp chưa rồi. Rồi gấp đi. Gấp mọi người gấp đi mà mọi người. Chị Tư gấp đi, chị Tư. Ướp chuông nữa nè, cho miếng ướp chuông. Đó, nhìn nó đẹp rồi đó. Ướp sắp. Cầm ướp cho. Ủa, sao không ai cua chứ ngại như này? Làm hô hấp gì đó ai. Thôi, nào vậy đó. Để cho có. Đấy. Ơi, để làm chứng cái gì vậy? Để nó uống cái mì lên. Có bé, có chứ. Có đi. Rồi, được rồi, được rồi.
Lên món bằng luôn. Ở dưới không ăn cái món đó rồi đó. Bà anh Trinh ăn trước đó. Ăn trước mua hết rồi. Ôi cái đó ngon mà. Ăn chưa ăn nữa. 1 2 3 vô. Sao ngon lắm. Vô kìa. 1 2 3 vô. Vô cho sung sung á. Nhảnh gì nó vô nước ngọt đó. Nhìn. À mà ngồi ăn sữa chua đắng kìa. Cây xào nào mình chẳng chơi không? Hả? Mình chẳng chơi không? Cây xào đó có dưa cải á, chua chua. Sao hỏi má thì chẳng chơi không kìa. Mấy đứa đó nó đi học chơi, tôi đóng cửa tôi đi. Giá gì nha? Cá bóp hả? Cá bóp hả? Cá chép giòn. Chép giòn. Có giải nè, thấy đẹp lắm. Quay vô thấy bảy bự, còn cá bớp cái bảy nó gì lẩu cá chép giờ. Bỏ vô luôn đi được chưa? Đại sòn. Để vô không năm để vô năm được rồi. Để vô luôn không là cho nó sôi lên. Để làm sao gì năm để hết thôi, để không nữa. Ông Hồ em đã tới. Không. Ủa con nó có đem bắp cho đầu. Thấy là không rồi. Dạ, ốm rồi nó đem ra luôn. Kéo cái gì nước từ từ đây bà đừng lấy để ra hải sản vậy nè, nó chín cái giờ mình dở ra cái đừng nhận rau luôn. Rồi uống vô. Không chạy giờ tôi nghe tao. Trời lấy gì vậy? Cầm nắp đây đi. Đi vô đây luôn. Đi vô sống ngay đây. Đó coi coi nè. Kêu gửi vô. Vô. Gửi công tác. Làm nè. Ông đi tới chỗ ngồi vô. Thôi. Thôi coi coi. Mày vô. 1 2 3. 2 3. Vô. Vô ra rồi đó. Này không lạnh cũng không uống đá luôn hả? Không, này lạnh nè. Uống cả bạn đi làm thủ tục đó. Đúng rồi. Rồi. Ngồi chung em hay vậy? Ngồi chung em hay vậy? Còn mấy bạn gái mày không để bia gì đâu à. Hết kìa. Nghỉ sớm ra rồi. Dạ không. Tin quá trời không cho. Con hỏi chứ ba mẹ con có đi làm đâu không hả? Dạ có, con làm nè, quay phim nè, đang làm nè. Gì hả? Cá hú. Cá chép giòn. Cá chép giòn như mực. Là kêu bằng quay clip đó hả? Dạ. Mới muốn bắt con coi có mình chấm. Con bí sợ. Mình làm gì mà ăn lương đâu đó. Cái cây ngọt hết. Dạ lương của YouTube. Cái cây hết rồi hả? À, được. Rồi lẩu mình ăn được nha mọi người. Bún luôn miếng chứ. Mà cả nhà thưởng thức món lẩu nha. Vô trang lẩu vô ăn. Cá chép giòn. Rồi nguyên cái đó là bự lứa rồi. Tại nó ta sắc bự nè. Bữa nay con đi ăn cái đám giỗ bữa nay giờ chốt lên 3 kg quá.
quá trời ăn rồi. Mấy Nhi bún lẩu đi mấy Nhi. Được rồi, được rồi. 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 Được tiếp việc em tám giờ vô lại vô nè vô chắc giờ bên đây tới mồi chiến rồi nè tới khô Đồng Tháp đặc sản là Đồng Tháp mời đấy chị đem từ Đồng Tháp qua mà bữa rồi ăn chưa dỗ ăn rồi chưa thấy luôn á chị ở Đồng Tháp cũng đúng rồi má thấy rồi gì đâu để uống ăn nữa nè bên đó gì đâu lắc chứ à có hồng cầm mà đặc sản nữa kìa mít đồ đỏ kìa trời ông giấu luôn rồi em uống hết đi luôn mới lên bờ rồi tôi giấu rồi luôn được không chuyến này bà Sáu gấp được không được vừa ăn ngon ha mời mọi người ăn khô bán vô vô ăn khô cô này ăn khô không biết rồi cô này là cô thích nè cô nhỏ là cô nít cô Đồng Tháp ngon quá cá Lòng Tông mà có khô luôn trời cá Lòng Tông mà khô luôn thằng ô nè không có sống á công phu lắm á mà đợi lo nè một thằng ô trời rồi chết nè tôi lụm tôi khối trời 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 thôi 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 trời một trời ơi còn nghiệp vậy Đồng Tháp đang qua bỏ được đâu khổ Đồng Tháp đang qua không bỏ được công ta đi ông lụm lên thiệt luôn kìa anh ba. Trời ơi Đồng Tháp. Thiệt luôn chứ dễ đâu. Lụm ăn luôn với ai luôn mà luôn mà. Bởi vì em nói một cái hết bò không đổi mà. Vậy vậy. Đó. Vậy biết chừng nào chừng anh không có đi kìa đi chung. Không hả? Trời anh không có đi có khi nào ngủ đâu. Kìa vậy. Lén lén đi mà đi mà đi mà có khi nào ngủ đâu. Nhưng mà coi chừng trong đó nó có không nữa. Có đài thông báo đàng hoàng mà. Công ty chỗ vô kiến thiết có thông báo. Đài nào xuống nhiều tài như tài nó. Khô Diện Tân. Khô cá Hồng Tông luôn Diện Tân. Thấy giờ từ khu bên kia kìa. Diện Tân thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Đặc sản quê hương con. Đặc sản luôn. Vô. Đài ba. Vô. Đặc sản luôn muốn dạ. Đặc sản luôn muốn Đồng Tháp. Đặc sản đây đặc sản luôn muốn Đồng Tháp nha. Đây là khô cá Lòng Tông. Lên bà nội đi. Lên bà nội đi, lên bà nội đi, lên bà nội. Cái này là cô Dưỡng Nam đang ăn nè. Dưỡng Nam đang ăn khô cá lô kiến. Ăn cơm cá lô kiến. Cá lô kiến. Lòng Tông ơi. Đó, cô Lòng Tông đó không? Ngon không Nam? Ngon. Quá trời ngon. Lẩm ly. Ngon lẩm ly liền. Lẩm ly hả? Lẩm ly liền. Cô cá Lòng Tông là nó như vậy đó. Lẩm ly hả? Nó vậy đó. Đó. Vô. Kìa khô ngon quá lụm ly kìa ba. Lụm ly đâu? Càng lâu thì hết tích coi. Còn con ba lụm này đi. Ừ, lụm này bỏ lại luôn chứ. Qua bên Đồng Tháp qua ngon mà bỏ. Thôi vô nè. Vô. Chị thấy cái khô da hả? Vô nè. Quá dữ lon đi. Phải không? Vô nè. Ủa ba uống thì sao mà thua Vĩnh Tư cái gì? Vĩnh Tư la gì vậy? Thua. Tại vậy. Rồi xuống rồi kìa. Vĩnh Tư mình còn thiếu lon. Thiếu còn 2-3 lon. Cái này Vĩnh Tư uống ở nào uống Vĩnh Tư mà trở lại là Vĩnh Tư về mà. Đâu phải không à? Bỏ có tàu lao à? Đâu có bỏ quá. Bên đây bỏ nè. Không có bỏ. Đâu có tàu lao. Có gì vậy? Có anh Sáu thôi à? Cái lao này hết rồi, đúng à? Thấy không? Đúng. Con ơi, uống cạn đi. Ủa Dưỡng Hai, Dưỡng Tư gọi là gì? Cột chèo. Hai ông anh em cột chèo đúng không? Cột chèo với ông chỉnh gia đù. Cái này là em vợ. Này là em vợ. Bên đây là em vợ. Bên đây em vợ luôn. Chú Sao à? Chú Sao? Khô nè. Chú uống hết, ta uống hết trơn rồi. Lòng mới lên. Dạ ha, quá khô đắt quá. Cá Lòng Tông phải uống vậy nè. Cá Lòng Tông đó. Chú Sao? Cá Lòng Tông ngon lắm. Hả?
đó, cái đó hay, con nó hay, tao hay. Ông anh này ông làm rớt, ông lụm lên tội nghiệp không? Cá lồng đông làm khốn cực chết. Không? Cắt đầu luôn ra. Nói như mà ông nghĩ hả? Là người trời. Bóc nó mày ngon hơn. Bóc ăn đây. Bóc nó trời ơi, cái ông không thấy. Bóc nó lên. Bóc nó lên. Cá lồng đông, cá lồng đông mà ăn phải uống. Trời ơi. Vô, xuống luôn. Làm hết một lần rồi. Dương Nam hay quá, Dương Nam ơi. Vô. Vô. Vô luôn nữa. Mới cạn ly rồi. Cạn ly sao? Nâng ly lên coi. Ông ngoại ơi, người ta cạn ly rồi. Tào lao hoài. Đây nè, anh em mình nè. Vô. 1 2 3. Vô. Ông giỏi ông vậy đó. Uống ngon rồi. Cạn ly đó, cạn ngon luôn. Cái này nè, cháu mới vô lên. Cạn ly cạn ngon luôn. Mà vui lắm, năm lon. Đụng lấy ra vô nè. Vô. Bạn gái tôi bển coi là lớn giọng thấy cái gì. Mà năm ngoái gì á, nó có mua cá chạch cho Việt Nam á. Mua khô của con á. Mới bển mới về. Về qua. Dạ. Mít ruột đỏ đang hot. Mít ruột đỏ đang hot. Bóc lại, bóc đi. Có ăn kêu nè. Bóc đi. Kêu hẹn ăn thợ mai cứu. Rồi, thợ mai cứu. Vợ tự lỡ. Đi nói đi. Giờ có làm gì khác cái gương mặt không, cái thằng này nó bên đồng hết đó, không có gì chơi á. Nhưng mà có gì cũng sáng rồi, chứ có cầm cầm phải không? Ba đồ ăn ngon. Chính xác luôn. Chỗ này làm ngon nè, con ăn quá trời ngon. Đây à, chỗ thật này ngon đó. Ông ăn đi nhớ, nãy giờ ăn món gì không? Nãy giờ nhớ ăn món gì không? Đầu tiên là cái đồ khô. Này tới gì? Lại được cái xuống bột là sao? Ba tử nấu nấu gì đó? Nấu tiêu. Nấu tiêu lắm, ba tử nấu tiêu. Rồi tới. Món mực 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 xào, mực thập cẩm gì đó. Mực xào với cải. Cải. Mực với dầu chường. Mực dầu chường. Đây là mực lẩu. Đó là lẩu. Mực lẩu. Rồi xong còn thiếu món gì, thấy còn thiếu món gì không? Ổi mít. Là sếp. Trời ơi, ngon nhất là món này nè. Chỉ có Việt Nam thôi. Ăn ba này đâu ngon bằng cái này. Đó chưa. Không không ai dạ, cái này chết luôn. Sao mà? À, tới giờ thấy nằm rồi chứ không? Không, không để chết. Thử là lấy con à. Thử con à nha. Thử con à nha. Thử con à nha. Qua lúc này nó coi. Thôi để tôi ăn hai sáng đi rồi không? Không, chú là phải mời chú miếng mực cũng được. Mực đi lên. Chấp đôi. Vô. Đó. Mực rồi. Vô. Vô. Ngồi đây nhậu mà hai chị nào mấy trời. Trời chạy chạy lại đi. Vô phải uống cái nữa. Ủa bên kia gì vui vậy? Nam ơi, ngồi đi nhậu mà hai chị nào hay. Vợ kêu là sắp lên. Dạ nè. Ủa vợ mày cứ đi không? Rồi. Ủa gì vậy? Lên năm lon. Vợ kêu là quy định cho các bạn ngồi đi. Vợ kêu là bị năm lon. Nhưng mà vợ nó không bao giờ kêu. Phải đi có cao đâu có cặp. Hai vợ ai kêu trước phải uống năm ly. Tình hình rất là tình hình. Cái này không có vụ đó. À đi hai vợ chồng đi. Coi vợ kêu coi. Thôi vợ bỏ qua. Thank you.
Cái lon nào lon không chị? Tôi với anh sao tôi đang bạn nãy à, tôi nãy rồi. Đây. Ta dựng lên. Về đám dỗ à. Về đám dỗ bên cùng là phải vậy đó. Vô. Chủ nhà đâu rồi? Chủ nhà đâu rồi? Chủ nhà xỉn hay vậy? Chỉnh giờ đủ rồi, chỉnh giờ đủ rồi. Chỉnh giờ đủ đâu? Chỉnh giờ đủ luôn tiêu rồi xong cũng luôn cho anh chạy luôn. Rồi bây giờ chia tay mình đi về nha cả nhà. Dạ, nhỏ cài nhỏ lại. Dạ. Ok, ok chưa? Dạ ok, Dương Nam. Còn gì không? Dạ. Còn gì giờ Dương Nam? Okay. Còn nữa Dương Nam okay, đi Đồng Tháp không? Dương Nam đi Đồng Tháp luôn. Xe Đồng Tháp. Cái này đi Đồng Tháp đâu được đâu. Xe chống chỗ đi luôn. Thôi, vài bữa đi. Có chuyện gì cũng đi được. Thôi bây giờ chào Dương Tư, chào Dương Ba. Biết nói gì hơn bây giờ, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà, chào Dương Năm. Cắt lâu ngày không biết còn lại với cậu Út nó sao, mà Út nó sao nè. Nó cắt quá trời lâu ngày luôn rồi. Nghe anh Tư, một năm sau mới gặp lại. Là năm sau bây giờ đám dỗ bên cùng này nó ngăn. Một năm sau hả? Lâu. Lâu không trời? Đám dỗ. Năm nay một năm sau. Ngày bữa đó tới đám dỗ nhà Dương Tư này. Bây giờ hàng sẽ kết thúc lý luôn cả nhà, gia đình mình sẽ quay trở về tăng công sính nha. Thôi bây giờ chú cháu là về tăng công sính, về tăng công sính nha cả nhà. Không, bữa nay là về có tăng sính về á, là ăn ba cái mà liên tiếp quá. Ăn bữa nay ăn ba cái uống cái bì cá cá lòng tông á. Dạ dạ. Chịu không nổi luôn. Quá ngon. Nhắc đời không? Để đây. Ok. Còn anh Năm thì ông khoái cá lòng tông mẻ mảo luôn. Thấy không? Vậy là ngày mai em đem cám tổng.